xem con gì ở đây nào. Chúng ta sẽ xem con gì nhá. À đây là cây bèo đấy, cây bèo. Wow, nào nào. Cua đây rồi. Cua đây rồi. À, nhà ta có nhiều con cua quá chứ. Xem nhá. Cho con cua. Bắt con cua đây nhá. Nào nào, chị đứng gọn ra để bố cho con cua đây nào. Nào đếm nào. 1 2 đúng rồi. 3 đếm đi theo bố nào. 4 5 em đếm theo bố nào. 6 không 7 8 9 hết rồi. Đổ nước vào đâu? Thôi nước này bẩn lắm, không đổ đâu. Nào các bạn thích con cua nào nào? Con to, con nhỏ, bé nào? Con to. Và con to đâu? To. Chỉ bố con to nào. Đây là con cua to. À, cắp bố rồi. À, đây đây đây. À, đâu có đâu có đâu có. Xem bạn cua bé nhá, xem bạn cua bé có cái gì nào. Bạn cua bé không thích nằm trên tay bố. Cái càng của con cua này cắp rất là đau. Cho nên các bạn không nên thò tay vào nhá. Bố xem là bạn này cắp bố có đau không nào. Rất đau. Bởi vì nếu các bạn sờ vào bạn đấy thì bạn đấy, bạn cua sẽ cắp các bạn. Không đau. Bây giờ bố sẽ thả bạn cua ra ngoài cho bạn cua chạy yêu nhá. Hai bạn chạy rồi. Ôi bạn này chạy nhanh quá. Bây giờ sẽ để hai bạn cùng chạy nhá. Ui bạn này chạy nhanh quá. Thôi mời bạn vào đây đi. Bạn này đi đâu đây? Rơi bây giờ. Ôi rơi rồi. Cứu các bạn ấy lên. Cứu lên. Dậy được rồi. Giỏi quá. Thôi xin mời bạn về thôi. Mời bạn đi về nhá. Nguy hiểm lắm. Bây giờ chúng ta sẽ cho bạn ra cái chậu to nhá. Nào em bắt bạn ấy sang nào. Bắt nào. Em đổ ra cả. Em không cầm tay đâu mà em đổ ra, không bị cua cắp đâu. Em sẽ không bị cua cắp đâu nhá. Bạn cua đừng cắp tớ nhá. Chim nhiều quá. 9 con cua. Bây giờ chúng ta sẽ bắt các bạn cua to sang nhá, để các bạn cua nhỏ. Cua nhỏ lại. 1 bạn. 2 bạn. Nào chị đổ nào. Một con cua đâu rồi? Đây. Nào thế nào bây giờ? Hả? Đây nha, hai bạn cua đua nha. Hai bạn cua này sẽ chạy trên đường đua nha nào. Xuất phát. Xem bạn này đi đâu. Khéo ngã. Bạn ngã rồi. Dậy được rồi. Đâu bạn nữa rồi? Bạn lại chạy đi đâu? Hiu, xin mời bạn về đấy nha. Không đau đâu. Thôi bây giờ cho các bạn vào đây thôi. Cho các bạn đi nghỉ. Để bố đỏ bắt một từng bạn một nha. Đếm nào. 1 2
three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Yes. Xin mời các bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ cho các bạn bèo vào để cho các bạn cua nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng ở trong đấy thì sẽ không bị chết. Ok. Chưa, nhiều lắm. Để mai chúng ta lại cho các bạn ra chơi cùng nha. Ok. Thôi, xin chào các